Đây là Hideki, cậu là một game thủ và hiện đang được cô bạn cùng tổ đội là Ako tỏ tình. Nhưng cậu từ chối ngay, dẫu vậy thì cô vẫn quyết tâm sẽ kết hôn bằng được với cậu. Lúc đi đánh quái, cậu và đồng đội có bị lũ quái tẩn một trận nên Ako đã lấy phép ra hồi máu. Nhưng việc đó đã khiến Ako gặp nguy, cậu chạy đến cứu cô và chờ cho đội trưởng dùng phép xử lý nốt. Cậu ta do mới hốt được cây gậy mới nên tiện thể vác ra xài. Cậu ta ném cầu lửa vào giữa đám quái lúc nó đang hội đồng Hideki buộc Ako phải nhanh chóng đến dùng phép hồi sinh. Cô nói bản thân rất yêu Jusian khiến cậu ở ngoài đời cũng vui phần nào. Lúc ở lớp, cậu khoe với đám bạn là bản thân mới kiếm được cô vợ. Mấy đứa bạn thấy cậu lại kiếm được waifu mới thì cũng thấy cậu dù là otaku nhưng lại là một người hướng ngoại. Có điều cô bạn Akane của cậu thì vẫn xem otaku là lũ tẩm lộng, hay đúng hơn thì cô xem Hideki là đứa tẩm lộng. Mấy đứa bạn cố bảo vệ cậu nhưng chẳng khác nào đang sát muối thêm vào lời cô vừa nói. Cô giáo sau đó có đến gọi cả lớp đến phòng thể chất tập trung. Mấy đứa bạn có cho Hideki biết là có một thanh niên đã dũng cảm thổ lộ với Akane để rồi chết trong tan vỡ. Cô quay lại lườm khiến Hideki tái mặt và vô tình đụng trúng một cô gái. Cô có vẻ nhút nhát và ít giao tiếp với người khác. Còn việc họ đến nhà thể chất là vì hội trưởng hội học sinh Go Soin gọi đến. Lúc ra về, cậu lại vào game và đi cày cùng tổ đội. Đây là một game như bao game khác, nạp tiền thì khỏe, cày chay thì dáng mà khổ sở hơn. Lúc cậu đang bị một đàn quái đuổi theo hội đồng thì đồng đội lại đang nghe về chuyện Ako tỏ tình, lúc về quán trọ, Hideki Than vẫn về việc Ako hôm nay báo ra sao, đánh nhau thì hồi máu cho quái, chém gió một hồi thì lạc đường, báo hại cậu chết lên chết xuống cả chục lần, đứa bạn cho rằng việc chịu đòn là của cậu nhưng cậu cho rằng mấy đứa chủ lực trong đội mà khôn hơn thì đỡ cho cậu bao nhiêu phần đội trưởng chẳng quan tâm vụ cãi nhau vì cậu ta là dân nạp tiền nên đồ vip không thiếu thấy a cô và hideki cứ vui vẻ với nhau nên cậu bạn đã nói ra việc bản thân mới được tỏ tình a cô bắt đầu ghét ra mặt vì cô không ưa mấy đứa sướng đời nhưng cậu bạn đã phải nói ra là bản thân từ chối để cô bình tĩnh lại a cô bắt đầu than vãn vì cô đã tỏ tình cậu cả chục lần nhưng đều bị từ chối nên cậu mới cho biết việc bản thân không ưa gì mấy vụ kết hôn trong game a cô đã nói ra việc hideki từng bị từ chối khi tỏ tình nên hai người kia muốn nghe sự tình là vào hơn một năm trước. Cậu có tỏ tình với một cô mèo nhưng người đó nói thật rằng bản thân ngoài đời là một ông chú khiến cậu cay cú đập bàn phím và thề sẽ không tin con gái trong game nữa. Hai người kia cười không nhặt được mồm, cậu đã dành một năm qua để chơi solo và ngộ ra chân lý đó là chỉ cần gái trong game là được. Cú có gai hay gái thật cũng kệ, ngoài đời ra sao cũng mặc nhưng ở trong game Aco vẫn là A cô, cô thừa nhận bản thân ngoài đời cũng là gái. Trước khi tiếp tục video, mọi người cho ad quảng cáo 2 phút kiếm gói mì nha he he. Tựa game S muốn mang đến cho mọi người có tên là Hành trình AFK. Có thể nói Hành trình AFK là một điểm sáng mới trong làng game nhập vai. Đây là một tựa game thế giới mở theo phong cách giả tưởng với dung lượng nhẹ hơn hẳn các sản phẩm RPG khác. Game Hành trình AFK nổi bật với đồ họa thiết kế theo phong cách nghệ thuật canvas đẹp mắt, cơ chế đa dạng nhưng cực dễ chơi, tập trung vào sự nhàn rỗi cùng với đó là cốt truyện hấp dẫn. Ngoài ra, còn có tính năng cuộn cảnh màn hình ngang tương thích với PC. Hòa mình vào thế giới mở rộng lớn của AFK Journey, mọi thứ đều mang trong mình hơi thở cuộc sống. Tại đây, bạn sẽ vào vai Merlin, người sẽ tập hợp các anh hùng từ 6 phe phái và xây dựng chiến thuật để chiến thắng với các đội khác nhau. Bạn có thể sẽ bắt gặp lại các nhân vật cũ quen thuộc từ AFK Arena như Mirael, Rowan, Antandra và Sachana, đồng thời khám phá những nhân vật mới. Có thể thấy số lượng nhân vật của game là không hề ít phải không nào, vậy mà hành trình AFK hào phóng phát miễn phí toàn bộ để trải nghiệm luôn đó, chỉ cần đăng nhập mỗi ngày thôi. Từ cánh đồng lúa vàng đến tận cùng những dãy núi, từ thị trấn đến rừng rậm hoang vu. Bạn sẽ được khám phá các bản đồ rộng và lớn, giải các câu đố cực vui nhộn và gặp gỡ các NPC mang nhiều những câu chuyện đầy lôi cuốn với lối chơi một tay rất dễ dàng. Đặc biệt, hành trình AFK còn cho phép cộng hưởng trang bị và nhân vật, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đa dạng hơn trong việc xây dựng đội hình cho riêng mình và không thể không nhắc tới cơ chế AFK rảnh tay cũng sẽ xuất hiện trong tựa game lần này. Tài nguyên sẽ tự tăng lên trong khi bạn ăn hoặc ngủ hoặc khi đi chơi với người yêu mà không thể chơi game. Rất dễ dàng để tận dụng thời gian của bản thân mà không lo bản thân sẽ bị tụt lại so với những người chơi khác, khỏi lo rớt top. Bản phát hành chính thức của AFK Journey đã có mặt tại Việt Nam với tên gọi Hành trình AFK, game sẽ tặng miễn phí toàn bộ tướng, bao gồm cả sử thi, bằng cách đăng nhập hàng ngày, cho phép bạn khám phá các chiến lược chiến đấu đa dạng. Ngoài ra, thông qua việc tham gia vào các sự kiện trong giai đoạn ra mắt, bạn có thể nhận được 450 lần gacha, tất cả đều miễn phí. Hành trình AFK hiện đã có mặt trên iOS, Google Play cho di động và bản PC trên trang web chính thức của Hành trình AFK, nên còn chần chừ gì mà không tải và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí. Mình có một gift code cho người chơi mới tải game, sẽ tặng cho anh em rất nhiều vàng và kim cương, mình sẽ để code ở dưới phần mô tả và bình luận cho anh em lấy và sử dụng nhé. Đội trưởng cũng cho biết bản thân ngoài đời cũng là con gái, nhưng hơi khó tin nên đội trưởng quyết định tổ chức gặp mặt offline toàn bộ thành viên, đến ngày hẹn, Hideki đã đến trước và Ako cũng đến ngay sau đó, cô ngay lập tức bám lấy Hideki và cậu cũng bất ngờ khi vợ mình trong game là con gái hàng thật. Akane sau đó cũng tìm đến và hội trưởng Gosoin cũng chính là đội trưởng của họ. Nói như vậy thì có nghĩa là Akane chính là thanh niên tóc vàng trong hội. Cả hội đã kéo nhau đến quán ăn và bắt đầu giới thiệu về bản thân. Cả bốn đều học trung trường và hội trưởng nhận thấy tên của Akane trong game là lợn mà cô có khi còn chẳng biết. Nhưng cô biết và khá xấu hổ khi thừa nhận cái tên đó. Lúc giới thiệu đến Ako thì đó cũng là tên ngoài đời của cô. Ở trường cô chẳng có bạn nên cô gần như chẳng ai biết đến cô. Nhưng cô vui vì giờ đã có được ba người bạn để cùng nói chuyện. Hideki có thắc mắc về việc Akane nổi tiếng và có người tỏ tình thì Ako lại bắt đầu dở chứng ghét mấy đứa sướng đời. Nhưng cô cho rằng bản thân không ưa mấy vụ tình củ này vì việc đó sẽ giảm thời gian cậu chơi game. Ako nghĩ ra ý tưởng là cô hãy kết hôn trong game như Ako và Hideki. Còn cậu thì vẫn chưa dám tin bản thân có một quây phu ở trong game lẫn ngoài đời. Họ sau đó lại quay qua thắc mắc về gia thế của Go Show In thì bố cô là ở trong hội đồng quản trị trường. Cô thì sở hữu cho mình một ngôi trường và một công ty nhưng tiền cô nạp vào game đều là mượn từ bố mẹ và đã trả đủ lại cho họ. Nhà cô rất khó tính nên cô chẳng có bạn bè nào. May mắn là nhờ game mà cô đã làm quen được với ba đứa em lớp dưới đây. Họ sau đó bắt đầu bàn về việc nên cày vào thứ gì là tối ưu nhất. Akane chọn vũ khí, Hideki chọn giáp, Goto in dân nạp éo chấp. Còn Ako vì chỉ là hỗ trợ nên cô chỉ thích chú tâm vào ngoại hình. Nhưng Hideki cho rằng cô nên tập luyện thêm vào kỹ năng vì chỉ cần cô hồi máu tốt thì cậu đã có thể bớt nâng thêm vào giáp. Chiều đó, lúc cả nhóm ra về thì Hideki đã xin lỗi vì lâu giờ vẫn nghĩ họ là được dựa, nhưng Goto In cũng nghĩ cậu là đứa chuyên đi dụ gái nên là hòa. Akane cũng cấm cậu tỏ ra thân thiết với cô ở trường. Cả hai thỏa hiệp khiến Ako có vẻ ghen nhưng Akane chẳng thèm cướp chồng cô đâu mà lo, trên đường về. Ako có hỏi lý do cậu sau cùng cũng chịu chấp nhận cô thì cậu đã nói ra việc dù ngoài đời ra sao thì trong game Ako vẫn cứ là Ako thì cậu đã đủ mãn nguyện. Tối đó, lúc về đến nhà, cả hội lại vào game đánh quái, nhờ buổi gặp mặt mà giờ họ đã thân thiết hơn. Hideki bắt đầu hình dung ra ba cô gái thay vì ba nhân vật như trước. A à thì trừ Ako vì cô chẳng khác gì. Tối đó, Goto In đã thoát trước vì còn việc. Ako cũng thoát ra để đi tắm còn Akane thì thay đổi tính cách thất thường giữa trai với gái. Cô vẫn căn dặn Hideki cấm thân thiết với cô ở trường không là sẽ bị thiến. Sáng hôm sau ở trường, cả hai tự nhiên giờ chứng chào nhau khiến bạn bè nghĩ cả hai có vẻ thân với nhau hơn trước đây. Đột nhiên A cô tìm đến và bắt đầu gọi cả hai bằng tên nhân vật trong game. Cả hai cố không biết nhưng cô tìm đến tận mặt nên cả hai đành kéo A cô ra ngoài trước. Cả hai muốn cô đừng có dùng tên trong game ra ngoài đời vì hai cái là khác nhau. Cô bắt đầu nức nở và cho rằng hai người bạn đang bỏ rơi cô. Dù cả ba thân thiết trong game nhưng họ lại xua đuổi cô. Akane đùn lại cho Hideki tự lo liệu cô vợ. Cậu nghĩ là cả hai nên hùa theo rồi giảng giải dần. Cả hai muốn A cô gọi họ bằng tên ngoài đời và hạn chế trò chuyện về game và ở trường thì a cô cứ bám lấy chồng cô chứ đừng tìm akane làm gì hideki cũng muốn cô đừng gọi cậu là ông xã là được cô giáo sau đó đã gọi cả ba về lớp a cô cho biết bản thân đã làm đồ ăn chưa để cùng ăn với hideki việc cô luôn gọi cậu là chồng khiến cả hai nhận ra a cô không thể phân biệt được đâu là game đâu là thật họ sau đó đã tìm đến go so in và cô thấy việc a cô không thể nhận thức này cũng khá nghiêm trọng vì vốn dĩ cô chỉ yêu hideki trong game chứ không hẳn là ngoài đời nhưng a cô nhận biết rõ vì cô đã dành tình cảm chân thành cho cậu từ rất lâu cô vốn ở rất nhiều tổ đội khác nhau nhưng toàn bị đuổi chỉ mỗi hideki là người chấp nhận tha thứ dù cô đã mắc bao nhiêu sai lầm nhưng họ nhận là hideki lâu giờ là đi dụ gái cậu không chấp nhận nên quyết định thay đổi nhận thức của a cô cậu cần chứng tỏ bản thân trong game và ngoài đời hoàn toàn khác nhau là được và go so in đã có cách chiều hôm đó Cô đã lập nên câu lạc bộ Net Game và chuẩn bị sẵn 4 dàn máy với cấu hình cực khủng để cho cả nhóm cùng chơi vào cuối giờ và họp mặt vào ngày nghỉ luôn. Nghe có vẻ hay nhưng Akane muốn sủi. Nhưng nếu cô sủi thì sau này cô sẽ bị tụt lại so với cả nhóm. Hideki cũng chóng ngợp vì chất lượng máy quá khủng. Cô cố chống cự nhưng Hideki khuyên cô nên từ bỏ được rồi. Cô chấp nhận tham gia nhưng sẽ chỉ độc chiếm sẵn một máy. Câu lạc bộ chính thức được đưa vào hoạt động và mục đích là để giúp Hideki và Ako. Họ sẽ giúp Ako phân biệt được thực và game khác nhau ra sao? Cả nhóm sau đó đã vào game và Hideki vô tình gặp lại cô gái hay đúng hơn là ông chú mèo trước đây. Cậu đã qua được đả kích lần đó và xem nó là một kinh nghiệm quý báu. Cô mèo đã lâu không chơi vì bận việc nên giờ khi quay lại và thấy cậu vẫn ổn thì cũng vui. Sáng hôm sau, Ako cứ bám lấy Hideki và đổi cách gọi cậu từ ông xã thành anh yêu. Cô giáo sau đó đã vào lớp nên Ako đành về trước. Cô giáo đã gặp riêng Hideki và nhờ cậu giúp đỡ Ako vì cô không có nhiều bạn bè. Gosoin cũng đến tìm cô giáo để lấy thông tin gì đó. Lúc đến câu lạc bộ, cả nhóm đã cùng chơi và chuẩn bị lên đường đến núi lửa. Hideki qua kiểm tra trang bị của Ako và muốn cô mặc đồ kháng lửa vào, nhưng cô không thích vì bộ đó không đẹp bằng bộ mà Hideki đã tặng này. Gosoin đã vui vẻ mà bật cười. Một lúc sau đó, họ đã kéo nhau lên núi lửa và Ako vẫn phải mặc đồ kháng lửa có quái đến nên Go So In đòi vác đồ VIP ra dùng. Nhưng cả nhóm muốn cô không chơi hàng nạp, nhưng toàn bộ đồ của cô là hàng nạp. Nhìn hai đứa em trên tiền tuyến lan xả khiến cô cũng muốn được chơi. Cô rút con hàng mới được đập phun đá vào và dùng luôn chiêu mạnh nhất để rồi lăn đùng ra đấy. A cô thì không biết nút nào để hồi máu nên Hideki đã qua thay cậu thành công giúp cả nhóm trụ qua hôm nay và chiều đó đã ra về chung với A Cả hai tình tứ và sau đó là đi uống nước cùng nhau như một đôi tình nhân. A cô cho biết bố mẹ cô ít khi ở nhà nên cô luôn có thời gian để chơi. Nghe vậy thì Hideki càng hiểu bình thường A cô đơn độc ra sao. Sáng hôm sau, A cô đã chơi tốt hơn. Nhân lúc Akane đi vệ sinh thì Gosoin in và Hideki đã đổi trang phục của cô thành gấu và cho cầm cần tây. Nhưng cần tây này đã được Gosoin in nạp lần đầu nên sức mạnh thì như cái ghế vậy vì nó không phải bàn. Hôm nay họ nhận xét A cô đã chơi tốt hơn nhưng Akane nhận thấy việc họ đang cố giúp A cô giờ còn mong manh hơn trước. Và nếu không làm gì sớm thì có thể câu lạc bộ này sẽ bị cho giải tán. Ngày hôm sau, Hideki đã đi gặp cô mèo để xin lời khuyên. Cô đã chỉ cậu và rồi khuyên cậu chỉ cần tự tin lên là được. Cậu sau đó đã gặp Ako và giải thích cho cô hiểu rằng cả hai trong game là vợ chồng nhưng ngoài đời chỉ là bạn. Và khi gặp ai trong game mà không quen biết ngoài đời thì tuyệt đối đừng để mất cảnh giác. Nhưng cô đã tiến sát lại và biết cậu đã nhận lời khuyên này từ một cô gái, cô nghĩ là Hideki ngoại tình, nhưng cô vẫn muốn đi gặp vì người đó đã giúp cậu giải quyết khúc mắc cậu sau đó lại đi gặp thì bị a cô phát hiện cậu đã giải thích rằng người đó chính là người mà cậu theo đuổi thất bại cậu muốn a cô đừng làm phiền người khác nên cô sau đó đã thoát game vì có việc sáng hôm sau cô giáo thắc mắc vì a cô không đi học lúc đến câu lạc bộ thì a cô tìm đến trong game và cho biết bản thân có việc cần nghỉ và cô cũng sắp đi gặp một người quen cũ trong game ở ngoài đời nghe nói người đó là trai khiến ai nấy đều cản nhưng cô cho rằng họ đã giải thích cho cô về thực và game nên ở thế giới ngoài này hideki đâu có quyền can thiệp Cậu đành để cô đi vì đúng thật là giờ cô đã có thể phân biệt được đâu là game đâu là thật. Chiều hôm đó, cậu vẫn ấm ức vì để vụt mất Ako. Hai cô bạn tìm đến và cho cậu biết thời gian và địa điểm mà Ako đang ở. Nhưng cậu không muốn can thiệp khiến Akane chửi cậu là rác rưởi vì cậu rõ ràng là thích Ako. Cậu đã giác ngộ và nhận thấy bản thân đúng là thích Ako. Việc cậu nhận ra đã cho cậu câu trả lời nên Hideki đã chạy đi. Cậu gặp lại Ako ở ga tàu và không muốn cô đi gặp người khác. Nhưng người cô đến gặp chính là cô mèo và cũng là cô giáo của họ tên là Saito. Cô vì bất đắc dĩ nên mới phải nhận là ông chú, nhưng Ako không chấp nhận việc cô giáo chơi đùa tình cảm của chồng cô nên cô đã rút ra thứ gì. Đó sợ là hung khí nên cô giáo đã tung vài đòn võ đánh gục cả hai dù thứ A cô định rút ra là gậy phép. Cô giáo sau đó đã được mời về làm cố vấn cho câu lạc bộ. A cô vẫn lo ngại vì có thể cô Saito sẽ cướp Hideki đi nhưng cậu đã nhắc lại về việc đây là thật và trong game mới là giả. Vài ngày sau, hideki có kể về lúc cậu đi solo được một thời gian thì có xin vào một bang hội nhưng đám này toàn bộ cày đến mức bỏ làm bỏ học chỉ để cày ako à, có biết nhưng chỉ xem họ như những người yêu thích game quá mức chiều hôm đó lúc cả hội cùng nhau học câu lạc bộ thì ai nấy đã nói ra vấn đề của bản thân cô saito cho rằng họ mà cứ gặp vấn đề thì giải tán sớm nhưng có go in đây thì cô giáo buộc phải để họ tự lo và chuồn đi go in khá thích cơ chế hộp quà của bản cập nhật mới đây nhưng hideki cho rằng đó là hình thức hút máu nhưng a cô thích xem nó như quả bất ngờ nên hội trưởng sẽ gửi a cô ít hộp nghe vậy thì hidoki cũng vứt đi sĩ diện để xin ít chiều đó khi ra về a cô than vãn vì chẳng mở được đồ gì ngon nó giống như đời cô vì cô chẳng làm được gì được như ý hidoki đã mời cô đi ăn kem để giúp cô vui hơn nhưng cô không mang ví nên cậu đành đãi cô sáng hôm sau đám bạn bắt đầu trêu chọc hidoki vì cậu có bà xã cô bạn tóc hồng của akane cũng hay thân thiết với hidoki khiến họ cho rằng cậu bắt cá hai tay và a cô cũng vô tình thấy được điều đó lúc đến học câu lạc bộ a cô đột nhiên thiếu sức sống và khi hideki hỏi chuyện thì cô cho biết mấy cô bạn trong lớp gần đây hay soi mói việc cô có bạn trai nhưng akane cho rằng việc nói ra là cách cô có thể hòa nhập nhưng tất nhiên cô không ghét việc người khác biết cô có bạn trai nhưng cô chỉ ghét vì họ dù biết cô tự kỷ mà vẫn cố đến bắt chuyện chẳng ai biết cho lời khuyên ra sao đột nhiên cô bạn nanako của akane tìm đến một đống khúc mắc và va vấp bắt đầu diễn ra khiến akane cố giải thích rằng bản thân không phải ở trong câu lạc bộ chơi game này mà chỉ ở đây để canh gác những người như nanako mò đến cô đuổi cô bạn đi và nhận thấy đời học sinh của cô đến đây là toang sau hôm đó đôi vợ chồng trẻ phải ngồi chờ hai người còn lại nhưng chắc chỉ mỗi gô so in vào vì akane từ hôm đó đã như hồn bay khỏi xác vì chờ hơi chán nên cả hai sau đó đã quyết định đi chơi một chuyến cả hai lên tàu bay và rồi nhảy xuống biển ngắm điện thờ và sau đó là chơi cùng một con cá voi sau đó là đi ngắm một thành phố cơ khí cuối cùng là về lại thị trấn tân thủ để chơi a cô thấy như cả hai đi như hẹn hò và nhớ đến ngày đầu được cậu cứu giúp nhưng cậu cho rằng hôm đó chỉ vô tình giúp khi thấy cô đi lạc cậu chỉ cô cách thoát game và từ đó cô bắt đầu bám theo cậu cô cho rằng đó là dấu hiệu cho tình yêu cả hai sau đó có thấy nhà trọ thì liền vào xem thử thấy có cặp đôi trong này thì a cô nảy ra ý định là từ giờ cả hai có thể hành xử như một cặp đôi ở trong game từ nhắn tin thân mật cho đến những hành động khác cậu nghĩ linh tinh nên đành rời khỏi nhà trọ cả hai gặp lại cô giáo mèo ở đây và đột nhiên có một băng xuất hiện và tự xưng là người hộ vệ của cô giáo và không cho phép ai đụng vào cô đây là băng cũ mà cô từng tham gia và cô chỉ gọi họ đến gặp mặt chứ không hề biết họ làm quá đến vậy hidoki cũng chẳng muốn gặp rắc rối nên đành sủi đi mất cả hai vô tình gặp một cô gái có vẻ là tân thủ tên là setti sau khi giúp đỡ cô thì cô nhận ra cái tên trong game này của hidoki khiến a cô nghĩ cậu lại ngoại tình nhưng cậu còn không quen cô gái kia. Cậu sau đó đã chỉ cho Setti biết về những hành động cơ bản trong game. Sang ngày hôm sau, Akane đã vui vẻ trở lại sau khi cô bạn hứa là sẽ không tiết lộ việc Akane chơi game cho ai. Gosoin sau đó cũng đến và họ đã lại vào game. Akane muốn đi cày bù lại cho một hôm nghỉ. Nhưng đúng lúc này thì Setti tìm đến và ôm lấy tay Hideki khiến Ako thấy khó chịu trong người. Akane muốn thay cậu hướng dẫn nhưng Setti khi nghe tên trong game của cô thì Setti lại bật cười và vẫn chọn Hideki. Ngày hôm sau, cả bọn quyết định sẽ đổi game khác để chơi, và Go in đã chọn ra một game bắn súng. Cô muốn A cô cứ tưởng tượng địch trong game là lũ sướng đời mà cô ghét là được. Cả bốn lập đội và ngay lúc vào game một lúc thì hai cô gái đã lăn quay, Hideki thì bị địch vây. Nhưng A cô đã nấp từ trên đỉnh một tòa nhà và tỉa xuống từng tên một. Cô thấy bản thân có lẽ hợp chơi mấy game kiểu này và thế là sáng hôm sau Hideki bị thiếu ngủ chỉ vì đêm qua bị vợ gạ cày game, đột nhiên cậu phát hiện Ako ngoài cửa cậu có hỏi thì cô đang đề phòng địch tập kích cô lại bị lẫn lộn giữa game với đời nên hễ cứ thấy tụi sướng đời là cô muốn bắn đột nhiên nanako có hỏi lý do họ hôm qua không chơi thì hideki nhận ra cô chính là setti trong game cô thấy họ chơi khá vui nên cũng đã tham gia chơi chung nanako nhận thấy cậu và ako chỉ mới thân trong game nên cô đã quyết định chen chân vào làm người thứ ba hideki muốn cô bình tĩnh nhưng cô đã ghen mà chạy đi lúc đến hội nanako nhận thấy bản thân đã đùa với không đúng người và cũng không đúng lúc Họ tạm thời sẽ để A cô như vậy một thời gian, nhưng vài ngày liền mà A cô vẫn chẳng có tin tức gì, gọi cũng không có cách nào để gọi. Cả hội quyết định vào game thì tìm thấy cô, cô nói bản thân sẽ đột phá lên cấp cao nhất và rồi bắt đầu lại cuộc sống mới. Cô sẽ vứt bỏ cuộc sống bên ngoài và bỏ học để sống hoàn toàn trong game. Cô sau đó đã lủi mất và còn chặn hết cả nhóm. Họ biết là chỉ mỗi Hideki mới xử lý được nên đã giao hết lại cho cậu. Lúc ra về với Akane, cô cho biết Ako trước giờ chưa có ai thân thiết vì những khuyết điểm nhưng cậu là người đã cho a cô hy vọng cũng giống như cách cô nghĩ về cậu vì cô đã kẹt cùng với cả nhóm nên cậu dáng mà đưa một thành viên trong nhóm quay lại sáng hôm sau cậu đã tìm đến nhà a cô thì được mẹ cô đón vào nghe tên của cậu thì cô biết cậu chính là con rể tương lai cậu nói bản thân chỉ đến đây thăm a cô và cũng đã phải cúp học một hôm mẹ vợ có vẻ thích cậu nên đã giao con gái lại cho cậu rồi đi làm trước khi đi thì mẹ vợ đã giao cho cậu chìa khóa phòng của a cô Cậu lên phòng và gọi trước một câu rồi sau đó mới mở khóa tiến vào. Cậu thấy cô mặc mỗi đồ nhỏ thì giật mình quay ra đợi đến khi cô mặc đồ thì mới vào. Cậu sau đó có nhận thấy phòng của A cô khá đầy đủ. Cô thú nhận việc bản thân thường xuyên trốn trong này suốt một tuần, đi vệ sinh thì đi trong chai nhựa. Cậu đang uống trà từ chai thì hết hồn nên cô cho biết cái kia là đùa thôi. Cô thắc mắc lý do cậu qua đây thì cậu muốn chơi cùng cô. Cậu đã chỉ cô những điều cần lưu ý khi chơi hỗ trợ. Cậu đã chỉ dẫn cô những thức phức tạp và luyện cho cô đến tận chiều cả hai nhận thấy nhóm bên kia đã vào nên Hideki cũng ké mạng vào luôn. Cậu đã mang Ako đến gặp hai cô bạn và cả cô giáo. Cậu cho biết bản thân sẽ thôi học nếu Ako có ý định đó. Vì cậu cũng thấy làm Otaku ở trường khá mệt mỏi. Cô giáo hiểu cho cậu và đồng ý khiến Ako quay sang la làng vì nếu cậu nghỉ thì cậu sẽ không được gặp lại bạn bè. Nhưng cậu đã sẵn sàng làm giống như Ako. Hội bên kia thấy cả hai không chát gì thì biết cả hai hẳn đang giải quyết với nhau. Hideki biết lý do Ako đến trường và lý do cô bỏ học vì cậu là chồng cô, cậu biết Ako hôm nay rất vui nên muốn bỏ học để vui cùng cô mỗi ngày. Cậu cho rằng hiện thực cũng là một thứ mà họ cần đối mặt, nhưng nếu quá khó khăn thì hãy chơi game, khi nào lấy lại tinh thần thì lại quay về với cuộc sống. Nếu gục ngã thì cậu sẽ lại đến bên cô vì cô là vợ yêu của cậu. Sáng hôm sau, cô đã quay lại trường và bắt đầu làm quen với mấy cô bạn. Nanako cũng góp công giúp đỡ và khiến cô bắt đầu hòa nhập. Một vài ngày sau đó, Hideki có nhớ lại hồi cậu mới bị từ chối thì thằng bạn của cậu trong game cũng đau lòng khi bạn gái cậu ta tạo ạc mới và kết hôn với kẻ khác. Không chấp nhận bản thân là người đau khổ nên cậu bạn đã hỏi lý do cô mèo từ chối Hideki. Cậu ta nói ra những lý do khiến nam chính không thể nào suy sụp hơn. Vì nó quá nhảm, từ đó hai thanh niên quyết định sẽ FA cả đời. Nhưng đấy là nói mồm vì cậu bạn đó đã kết hôn và ly hôn đến ba lần. A à, cô hứa sẽ không bao giờ ly hôn với Hideki cậu cũng vậy vì cậu thích cô từ trong game cho đến ngoài đời. Lúc trong lớp, Hideki bị gọi lên đọc bài nhưng cô giáo lại cứ nói nhầm tên trong game của cậu. Chiều hôm đó, Ako bị đám bạn vây quanh hỏi này nọ khiến cô thấy rất phiền. Thấy chồng đến thì cô mới chịu chạy lại và nói ra những điều cô thấy phiền phức. Cô đã bắt đầu bàn luận về mấy chuyện con gái và Akane cho rằng cô chỉ cần đọc cuốn tạp chí này là sẽ hiểu hết về những thói quen của một người con gái, nhưng cô không ưa lắm mấy chuyện này, có điều để sống trong cuộc sống thường ngày thì mấy cái đó là phải biết. Go in tìm đến thì thấy ba đứa em xuống sắc nên cô cũng hỏi thử thì biết cả ba đang khúc mắc về những chuyện trong cuộc sống. Họ sau đó đã vào game để giúp Nanako cày cấp. Akane đã thay vụ đánh boss và giúp Nanako có thể chọn được nghề cho bản thân là triệu hồi sư. Cô chọn luôn thú triệu hồi là một con sói và lúc về quán trọ, Akane muốn cô bạn đọc cho kỹ hướng dẫn mà cô gửi vì Nanako giờ cũng báo y như Ako trước đây. Nanako hứa sẽ đọc nhưng cô có nhắc họ nhớ về kỳ thi sắp tới ai nấy giật mình và go so in tuyên bố câu lạc bộ sẽ đóng cửa đến khi thi xong ai chơi ở nhà thì cô không quan tâm vì ai cũng có quyền được giải trí a à, cô khá vui vì câu lạc bộ giờ không hoạt động thì cô sẽ không cần đến trường nhưng cậu muốn cô phải học để còn thi và đẩy cô về nhà cậu thắc mắc về bài thi giữa kỳ của cô được bao nhiêu điểm thì cô im lặng và đồng nghĩa với việc tạch hết cậu lo lắng và lúc trở về thì em gái muốn cậu kèm học nhưng cậu lại nhận ra bản thân chỉ cần kèm a à cô học để cô có thể lên lớp vì nếu cô cứ đúc thì làm sao tỏ tình được. Lúc vào game cậu đã nhờ cả hội cùng giúp cậu trong việc kèm Ako. Mỗi người sẽ dạy một môn và Ako đã chịu không nổi mà đòi chạy. Nhưng Go so In luôn sẵn sàng tường băng để chặn cô ở lại. Cô giáo hay đúng hơn là cô mèo sẽ dạy cô tại đây và đến một tuần sau đó, bài thi đã chính thức đến, tối đó. Khi trở lại game thì cô giáo cho biết cô đã chấm bài của A cô trước và may mắn là không phải thi lại hay học lại, A cô cũng thiếu ngủ nên thoát trước. Cô giáo cũng thoát để chấm bài, Hai người còn lại định đi nốt thì Hideki đã gọi họ ở lại vì cần lời khuyên. Cậu đã hỏi họ cách để tỏ tình với Ako vì sắp hè rồi và cậu muốn tạo kỷ niệm gì đó thật đẹp. Họ muốn cậu tự xử nhưng cậu sợ bị từ chối. Nhưng ai cũng chắc là tỷ lệ Ako từ chối còn thấp hơn việc cô đạt điểm cao nữa. Nhưng cậu chưa từng tỏ tình ngoài đời bao giờ nên khá ngại. Cậu xin lời khuyên về việc con gái thích gì thì họ đã đi chuẩn bị, đến hôm chính thức nghỉ hè. Cả hội đã họp lại ở câu lạc bộ và họ quyết định sẽ đi huấn luyện một đợt ở ngoài trời do sẽ có đi biển nên a cô đã suy nghĩ về việc nên lựa đồ bơi nào cô có hỏi ý hideki thì cậu nghĩ lấy loại thường là ổn cậu sau đó đã dẫn cô vào công viên và mở hai tờ giấy lời khuyên ra đọc nhưng cả hai thứ đều chẳng khác gì đồ bỏ cậu đã lấy tinh thần và quyết định hỏi cô có muốn làm người yêu cậu hay không thì cô nói thẳng là không cậu tưởng là bị từ chối nên vác cái mặt buồn thiêu về nhà hai cô bạn thắc mắc về chuyện đã xảy ra thì liền gọi cho a cô và hỏi thử thì cô nói ra lý do từ chối là vì cô không thích việc đang từ vợ lại nhảy xuống làm người yêu nên nói chung là tỏ tình thất bại. Vài ngày sau, cả nhóm đã chính thức lên đường để đi tập huấn câu lạc bộ. Hidoki thì thức đêm cày game nên sáng ra khá mệt mỏi, hai cô gái còn lại giờ mới đến và Ako cũng trong tình trạng tương tự. Cô đã mệt mà ngã lên người Hideki, nhưng cô đã phải tỉnh ngủ khi nghe tin Go so In sẽ cấm cả nhóm lên mạng trong một ngày. Lúc đi trên xe, hai cô gái thì vẫn còn ngủ. Hidoki nhớ ra lý do cho chuyến đi này là để giúp Ako, vì cô chán ghét hiện thực bởi nó trái ý cô nên giờ họ sẽ cho cô một chuyến đi như một đứa sướng đời để đảo ngược lại mọi chuyện. Mọi chuyện đều đã được Go show in cho người chuẩn bị. Lúc đến nơi, họ được cho sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Có bãi biển riêng để cùng chơi, Ako đã chạy ra trước và cô ban đầu chọn bộ này để Hideki ngắm nhưng giờ lại thấy hơi ngại. Những người còn lại sau đó đã kéo ra và muốn bôi kem chống nắng cho cả Ako và Hideki. Bôi xong thì cô giáo cũng xuống và muốn tất cả cùng quẩy, cả bọn sau đó rủ nhau đi tắm. Người thì nằm trôi, người thì lặn, người thì bơi. Chơi một hồi thì cô giáo la làng lên vì cả bọn cứ tách nhau ra và còn chưa được nửa ngày. Hideki cho rằng việc tách ra là chiến thuật của cả nhóm. Vì mỗi khi vào hầm ngục thì họ đều chia ra xem kinh nghiệm và vật phẩm được bao nhiêu và tỷ lệ chết có cao không và sau đó mới tập hợp lại để thảo luận kế sách. Nhưng cô giáo muốn họ phải chơi trò gì đó để đổ mồ hôi cho khỏe người. Thế là cả bọn rủ nhau chơi bóng chuyền. Sau đó là đập dưa, đắp cát. Chiều hôm đó, Hideki đã đi tắm thì Ako đòi đến tắm chung nhưng được một lúc thì Akane đã kéo ra. Họ sau đó đã cùng nhau tổ chức tiệc nướng và không ai ngoài Ako biết cách nấu nướng. Akane muốn giúp thì Ako từ chối khiến nhỏ nghĩ bản thân là gánh nặng. Ăn uống no nê xong thì Akane đã vác mớ pháo bông đi vung loạn xạ như thể đang cầm kiếm. Cô giáo đã túm Akane rồi ném đi, thấy cả hai đang vui vẻ nên Go so In đã đốt pháo hoa để tăng thêm phần lãng mạn. Ako lần đầu được trải nghiệm cuộc sống như mơ này thì đã rơi nước mắt vì hạnh phúc cả hai xem đối phương như là lý do mà bản thân có thể ở đây. Hideki đã nói ra tình cảm của bản thân và cũng được Ako đáp lại. Nhưng sau cùng cô vẫn xem cả hai như là vợ chồng. Lý do nó không ổn là vì cô vẫn đang bị ảo game và không nhận ra vợ chồng là cấp tiếp theo của bạn trai bạn gái. Ngày hôm sau, cả nhóm đã lên đường đến nơi tiếp theo là một khách sạn đang hợp tác cùng với tựa game mà họ chơi. Sau khi đăng ký phòng thì mỗi người được phát cho một token, thứ dùng để đăng nhập ở máy đằng kia và tham gia sự kiện bí mật các vật phẩm hiếm sẽ được phát cho người chơi và bắt đầu sẽ là ở tầng một của khách sạn này cả nhóm đã trải nghiệm offline trước bằng cách đi ăn đi nhận đồ khuyến mãi ở cửa hàng lưu niệm và sau đó mới về phòng để cất đồ tiện thể xem phòng như nào luôn vì phòng cũng có máy và mạng nên họ cứ tự nhiên tôi đến đôi vợ chồng trẻ gặp lại trong game và cũng ở bối cảnh khách sạn này a cô đã mời chồng về phòng cô và cậu đã chấp nhận đi theo một lúc sau thì cậu mới nhận ra dù là trong game nhưng thực sự cả hai đang ở riêng trong một phòng và Ako muốn được nói chuyện kiểu vợ chồng ở đây. Cậu khá sốc nhưng sau đó thì đột nhiên bị văng game ra rồi quay lại. Ngay lập tức Hideki có vẻ mặt của một tên cơ hội nhưng chuyện đã xảy ra là lúc Hideki đang bối rối thì đột nhiên làm đổ lo nước. Tài khoản của cậu cũng đột nhiên bị văng nên cậu đã vào lại nhưng liên tục bị sai. Cậu nghĩ có thể tài khoản của cậu đã bị hách. Cậu ngay lập tức chạy qua phòng Ako và cô đột nhiên chạy ra cậu đã vào trong xem thử mọi chuyện đã xảy ra thì biết được kẻ vừa hách đã nhắn tin quấy rối Ako. Cô trong phút chốc đã nhầm kẻ đó với Hideki. Những người khác tìm đến xem thử và biết Hideki đã reset lại mật khẩu và lấy được tài khoản. Cậu nghi ngờ chính cái máy tính ở sảnh là nguyên nhân. Vì có thể tên hách đã tạo một trang giả mạo trang chính của sự kiện và ngay khi cậu nhập lần đầu cứ tưởng bị sai thực chất là cậu vừa cung cấp tài khoản cho tên kẻ xấu kia. Kiểm tra lại tài khoản thì nhân vật của cậu đã bị xóa mất. Hideki biết cậu sẽ phải thu hồi lại mớ vật phẩm hiếm càng sớm càng tốt trước khi tên kẻ xấu bán lại cho người khác. Cậu sẽ mua lại hết vì có một thứ cậu không muốn để mất. Ai nấy đều sẽ giúp và Hideki đã quay lại hội mà lúc cậu đi solo đã có đến hỏi xin gia nhập và anh chủ hội sẵn sàng giúp cậu. Hội fan cùng của cô giáo cũng quyết định giúp sức. Không lâu sau đó, Gosuin và Hideki đã tìm ra tên của kẻ đã hách tài khoản và mớ đồ này của Hideki thì bị hắn giao bán với giá trên trời. Nhưng Gosoin sẽ mua lại cho cậu vì cô chịu trách nhiệm phần nào cho việc cậu bị mất tài khoản. Fan của cô giáo cũng đã gửi về cho cậu chiếc nhẫn mà A cô tặng cậu do người đó kiếm được. Vài ngày sau, cả hai đã trở về trường để làm tường trình, lúc ra về, cậu vẫn ức chế, không phải vì tài khoản bị hack hết đồ mà là vì tên đó đã quấy rối Ako. So in nhận thấy liên kết giữa cậu với Ako đã rất bền chặt vì cô có thể nhận ra kẻ đã nhắn tin không phải Hideki chỉ qua vài dòng chat. Cậu thề sẽ bắt tên đó phải trả giá. Vài ngày sau, lúc đang cấn vì chưa biết tìm địa chỉ IP của hắn đâu thì đột nhiên chủ hội của các pro tìm đến cho biết là anh ta, tìm được một trang web của hacker và tên này có khoe chiến tích hack được tài khoản của Hideki vài ngày trước, ngoài ra tên này còn thực hiện hành vi trao đổi hàng trong game ra tiền thật, đây là phạm luật nhưng họ sẽ dùng cách này để bẫy hắn. Sau 3 ngày liền chuẩn bị, Ako vì lo lắng nên đã sang nhà Hideki đã thăm cậu. Cậu cho rằng cả hai giờ không còn là vợ chồng vì nhân vật của cậu đã bị xóa, nên giờ cả hai chỉ xem nhau là bạn ngoài đời cậu sau đó đã nhận hộp cơm từ Ako để lấy sức tiếp tục kế hoạch, và giờ là lúc kế hoạch bắt đầu. Hideki đã giả làm người mua và tìm đến tên đó. Cậu cố giữ giao dịch trong 30 giây và ngay lập tức bị đưa vào nơi xét xử vì giao dịch tiền thật. Hắn biết bản thân đã bị lừa nhưng thứ hắn lừa cậu còn lớn hơn. Hắn cho rằng bản thân cùng lắm là bị ban trong một tuần nhưng hắn bị cáo buộc là còn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Hành vi trao đổi IP của hắn đã bị phát hiện vì nhóm Hideki đã dùng 3 ngày để lập ra một trang web giả để dụ hắn vào cuộc giao dịch này nhờ đó mà nhân vật của hideki đã được khôi phục lại như ban đầu cậu vẫn thấy là còn một chuyện cần làm đó là tổ chức lễ cưới một lần nữa với ako lúc trao nhẫn cậu đã xin cô hãy thích cậu nhiều hơn ở ngoài đời thay vì trong game cô không thể vì giờ cô đã thích cậu hết mức rồi một đám cưới viên mãn được diễn ra và go so in quyết định sẽ tìm thêm cách để chồng hách vài ngày sau go so in đã đưa hội con gái về nhà cô mục đích là để cả hội kèm cho ako làm bài tập hè a cô không được mang chồng đi theo thì thấy chán nhưng lý do cơ bản là vì hội con gái đã quyết định ngủ lại nên không thể mời lúc đến nơi ai nấy khá sốc vì nhà go xô in quá to cô dẫn họ vào trong vào trong và gặp những gia nhân trong nhà ai nấy đều mừng muốn khóc vì cô đã thực sự có được những người bạn a cô không tin được là hầu gái có thật nên họ cho biết đây chỉ là đồ mà họ chuẩn bị khi nghe tin cô chủ về cùng bạn nếu a cô thích thì họ sẵn sàng cho cô một bộ lúc đến phòng học ai nấy đều bất ngờ khi phòng này rộng gấp chục lần phòng của họ trong này còn có một dàn máy tính công nghệ cao giúp Gosoin kiếm cả trăm triệu một ngày lúc học thì Ako lại ra vẻ chán nản vì quên hết sạch kiến thức đã ôn từ trước hè Ako đã xin đi vệ sinh và Nanako cũng đi theo Akane cô bạn nên đi theo giám sát nếu không Ako chắc chắn sẽ trốn về hai cô gái đã đi xong thì Ako quyết định đi khám phá căn nhà Gosoin không chắc cả hai đi chung có ổn không vì sự đối lập giữa cả hai là rõ nhưng Akane cho rằng chính sự đối lập đó lại khiến hai cô gái đó thân hơn không chừng hai cô gái kia lúc này đã tìm đến một căn phòng và a à cô cảm thấy cuốn sách kia sẽ là một mật thất gì đó nên đã nghịch thử và tiến vào căn phòng bí mật phía sau có cái dương sau đó và trong đó là một cuốn sách hầu gái trưởng tiến vào cô cho biết trong dương này chính là album về hình từ nhỏ đến lớn của go so in nhưng cô xấu hổ nên mới giấu đây vì giờ họ đã thấy nên cô hầu gái buộc phải đưa họ vào hội những người cuồng go so in hai cô gái la hét chạy đi và go so in biết họ lại quậy gì nữa rồi đúng là mấy lúc này phải có hideki mới quản được Hai cô gái bên kia thì đang bị cô hầu gái đuổi theo nên mới đành nấp dưới bàn. A cô chưa thể chấp nhận Nanako vì cô vẫn là một mối đe dọa đến tình cảm giữa cô và Hideki. Hai cô gái nhận ra bản thân đã bị lạc nên chạy ra sân cầu cứu Gosoin. Cô đành phải đưa cả bọn ra sân học luôn cho đỡ phiền. Đến tận chiều, Nanako mới được biết cô mèo thực chất là cô giáo trên trường của họ. A cô muốn vượt qua cô giáo thì sẽ phải học cách phân biệt giữa đời và game. Nói nãy giờ mới để ý thì bài tập của A cô làm ra sao? Cô vẫn chưa làm được gì nên họ quyết định phải kèm chặt. Tối đó, cả hội được đầu bếp nhà Gosoi nấu cho ăn và Akane vẫn chưa quen với mấy kiểu ăn sang trọng này. Nhưng Ako thì có vì cô đã tìm hiểu để lúc nào đó mời chồng đi ăn. ăn xong thì hội con gái rủ nhau đi tắm và Akane thấy hơi bất công vì ai cũng gần như bằng tuổi mà kích thước hàng lại chênh lệch. Cô cũng không tin là một đứa gần như là nít như Ako lại hàng to hơn cô. Họ bắt đầu nghĩ về việc Hideki sẽ thích mẫu con gái nào nên Ako định gọi hỏi thử. Cả bọn biết cô định gọi và quay lại trực tiếp nên đuổi theo cướp lấy. Nanako đã lừa Ako để lấy điện thoại và cho biết Hideki nãy giờ vẫn chưa bắt máy chứng tỏ cậu đã hiểu chuyện đang xảy ra. Lúc về giường, cả bốn đã ngủ chung và Nanako thắc mắc vì sao Ako luôn gọi Hideki là chồng dù cả hai chỉ mới cưới trong game. Cô giải thích mấy cái khiến hội con gái bị hách não và dần hiểu phần nào cảm xúc của Ako. Họ quyết định gọi cho Hideki để xem thử cậu nghĩ gì cả bốn cô gái đều lần lượt vào bằng cùng một tài khoản của Gosoin khiến Hideki chẳng hiểu cái vẹo gì. vài ngày sau, Hideki lấy chuyện lúc cậu ở tổ đội cũ ra nói rằng lúc đó nhóm cậu chỉ có một hồi phục sư nên cô đã không thể giúp được toàn bộ nhóm. một thời gian sau cậu gặp lại cô ở một đội khác và cảnh giác mọi người vì một hồi phục sư sẽ rất khó. cô đã cảm ơn cậu vì giấu giúp chuyện trước đây. mấu chốt của câu chuyện là cậu muốn cho Ako hiểu là một vài chuyện sẽ không tiện để nói ra. Và cậu muốn A cô ngừng nói cả hai là vợ chồng ở lớp mà chỉ nói cả hai đang quen nhau, sáng hôm sau. Tất cả đã quay lại trường sau kỳ nghỉ hè và Akane đã kéo cổ Hideki đi vì cô giờ quên mất cách bản thân làm học sinh ở học kỳ trước ra sao. Nanako thắc mắc cả hai đang làm gì thì Akane cho rằng một triệu hồi sư bóp tim như cô thì đừng xen vào, vì con sói của cô toàn đi báo hại và kéo cả đàn quái đến. Họ cũng thắc mắc vì không thấy Ako nên đành gọi thử và biết Ako giờ vẫn chưa hề biết gì về vụ trở lại trường. Lúc đang họp toàn chứng thì A cô đã lén vào và trí ít cô đã vượt qua ham muốn nghỉ học. Sau buổi học, cả nhóm lại tụ tập trong phòng nét với điều hòa mát lạnh. Akane thắc mắc đồ cậu kiếm lại được bao nhiêu thì chỉ mới được 20%. Nhưng cậu đang có ý định thay đổi lại đồ vì trước cậu thấy đồ không mạnh nên giờ muốn đổi kiểu khác. Nhưng cả nhóm cần một con đỡ đòn không phải thêm một con đam nên cứ giữ nguyên như trước. Cô giáo đến nhắc họ về dự định sắp tới vì lễ hội trường cũng đã sắp diễn ra. Nhưng chẳng ai có hứng thú, có điều đây là nghĩa vụ họ sẽ phải công bố thành quả của câu lạc bộ và vì sắp tới có một sự kiện công thành chiến nơi các bang hội sẽ chiến đấu và họ nhất định phải thắng để treo cờ của trường lên thành trì và chụp lại thành quả a à, cô không thích vụ này vì cô không giỏi pvp cô cũng không thích việc đi học lắm nhưng được về với hideki mỗi chiều thì cô xem đó như là động lực để đến trường tối hôm đó cả hội quyết định tập luyện cách pvp nhưng a à, cô với hideki thì một con đỡ đòn một con hồi phục thì đánh bao giờ cho xong Thế là Akane vào cuộc và vẫn thua trước Hideki vì có Ako ở cạnh để búp thêm bùa lợi. Họ nhận thấy cặp này kết hợp với nhau thì hay hơn là đi lẻ. Gosoin sau đó đã vào cuộc để đấu thử và cô chơi luôn quả thiên thạch lúc mới vào, có điều chỉ quái ngu ngu nó mới đi vào vùng ảnh hưởng. Chứ người chơi đâu ai lại đi vào tầm chiêu làm gì. Cô bị Akane đánh bại, qua thử với Hideki thì cậu cũng ao trình. Đến cả Ako thì cô cũng biết dùng chiêu cuối để khóa kỹ năng của Gosoin và rồi đánh thưởng liên tục. Go in lâu nay quá phụ thuộc vào đồ nạp chứ trình thì đâu có bao nhiêu. Hideki nhận xét rằng pháp sư như cô không hợp đánh tay đôi, nhưng cô có xem qua mấy video pháp sư một hit của bọn Trung Hoa nên đâm ra cũng ảo tưởng. Và giờ cái hiện thực rằng họ chỉ là một bọn gà chuyên nâng điểm tào lao đã thật sự đập vào mắt cô, trong cả nhóm thì ai cũng PVP khá kém. Chỉ trừ Hideki là người chơi tốt nhất khoản này nhưng đồ của cậu khá cùi để đánh lại người ta, nhưng dẫu sao thì họ vẫn nên thử một trận vào cuối tuần. Lúc đại chiến xảy ra, cả nhóm buộc phải công thành của một băng chuyên thủ thành, chưa ai biết cách đánh ra sao thì có một nhóm đã đi trước để cho họ xem. Và nhóm đó ngay lập tức bị quét sạch, Go In muốn họ lên thử và đúng là ăn cám. Lỡ đụng chúng nhóm khác thì bị chúng hội đồng cho đi tiếp, Go In không chấp nhận thua nên vạch ra kế sách. Túng quẫn quá thì cô đã chọn mang đồ nạp tiền ra xài, nhưng cô không biết việc những đồ đó không thể dùng ở đây. Đúng lúc này thì hội fan cùng của cô mèo tìm đến, họ muốn dâng hiến tòa thành này cho cô mèo. Và vì họ toàn là dân chơi lão làng nên toàn thành nhanh chóng bị họ chiếm được, và tòa thành đó chẳng mấy chốc cũng bị đánh bại và bị một bang khác chiếm mất, thất bại trong thế giới ảo nên họ đành quay về thế giới thực để cùng lớp chuẩn bị cho lễ hội, đang làm thì có nghe thấy tiếng hét từ Ako nên họ đi xem thử và biết lớp của Ako -cô muốn cô phụ trách mảng cà phê hầu gái và bắt cô làm người quản lý hết, từ lên thực đơn sắp xếp chuẩn bị đồ hay mặc đồ cosplay cô đều phải lo hết. Hideki cho rằng vụ đồ hầu gái có thể nhờ Gosoin còn mấy cái khác nếu giúp được gì thì cậu sẽ giúp. Cuối tuần, so Go in đã chính thức cho Nanako vào hội và chuẩn bị máy cho cả cô và cô giáo nên giờ hội của họ đã có 6 người để đi làm thêm một trận công thành nữa. Và lần này họ sẽ chiếm một thành nhỏ, nhưng Gosoin đã có chuẩn bị bằng cách gọi thêm một băng đến trợ giúp, và băng này khá là có tiếng trong giới giang hồ. Ai nấy đều biết Go so in đã ném tiền vào mặt họ để kéo họ vào giúp. Hội này chỉ có 5 thành viên và thủ lĩnh bên kia đã yêu cầu họ chỉ cần nghe theo còn lại nhóm cậu ta sẽ lo hết. Cả nhóm cứ thấy bất an và nghĩ đám này có khi lại là người xấu. Lúc đến thành lũy địch, thanh niên tóc đỏ này muốn Ako và Nanako hãy chạy vòng quanh thành trì để thu hút địch. Nói cách khác là làm mồi nhử, dù phải thừa nhận đây là điều cần thiết để thắng nhưng chẳng ai ưa cái kế sách này. Họ sau đó đã công vào và đám đánh thuê kia đã gần như xử lý hết toàn bộ, hội kia gần như chẳng cần họ giúp. Và chẳng mấy chốc thì cả tòa thành đã bị chiếm, nhóm kia sau đó đã ra về và sẽ xử lý luôn mấy mối hậu họa cho cả nhóm nếu cần. Chỉ tốn 10 phút để chiếm thành khiến ai nấy đều thấy khá chán vì cách này không vui tí nào. Đột nhiên đám kia hủy bỏ liên minh và quay ra chiếm lại thành của cả nhóm. Một mình tên tóc đỏ đã xử lý hết cả nhóm và vì bị phản thì Go So In cũng chẳng thể oán trách gì vì từ đầu là cô không nhìn ra mặt thật của tên tóc đỏ. Lúc ra về, cả nhóm thấy cách chiếm thành này không vui và cũng hơi cay khi bị phản bội. Riêng A cô thì hơi buồn vì cô chẳng làm được gì. Cô bày tỏ nỗi lòng ra và Hideki thấy cô đã trưởng thành hơn một chút. Cậu cho rằng cuối tuần này sẽ còn một trận công thành nữa và đó sẽ là cơ hội cuối, ngày hôm sau. Cậu có đến team Go Show In và bàn bạc về vụ công thành cuối tuần này. Cô nói bản thân đã có chuẩn bị hàng đống đồ xịn và vật phẩm hỗ trợ để họ sử dụng. Cậu sau đó đã về câu lạc bộ thì hội con gái khoe ra mớ đồ hầu gái được gửi đến từ nhà Go Show In. Nhưng họ vẫn thiếu thực đơn và mấy cái khác vì Ako không làm được. Cậu đã thay Ako xin lỗi cả lớp và nhờ họ làm thay. Cậu cho A cô biết rằng chẳng thà không làm được thì nên nói ra và xin lỗi từ đầu chứ đừng im lặng như vậy. Trong game cô cũng hay xin lỗi cậu như vậy nên cứ áp dụng ra thực tế. Cậu sau đó đã quyết định nhờ sự giúp đỡ từ hội phan cùng của cô giáo. Vì cũng không phải người xa lạ nên họ đã quyết định giúp. Cậu cũng đến nhờ hội cũ giúp sức. Nhưng họ đang bận thủ thành nên cậu chỉ xin được liên minh nhằm làm giảm ý chí địch. Vì suy cho cùng hội của thanh niên hắc pháp sư này được xem là hội đứng đầu game. Vì liên minh cũng chẳng thiệt gì nên anh ta đồng ý. Cả nhóm sau đó đã đi luyện tập để lần tới có thể đòi lại thành từ tên tóc đỏ. Đến cuối tuần, lúc cả trường đang chuẩn bị vì lễ hội chỉ còn vài ngày thì cả câu lạc bộ lại đang lên kế hoạch chiếm thành vì họ sẽ phải đòi lại món nợ với tên tóc đỏ. Họ sẽ không vào trước mà để cho những hội khác vào rồi họ sẽ vào sau cùng. Bởi nếu chiếm xong thành thì họ sẽ lại phải bảo vệ nó trước sự tấn công của những hội khác. Họ đã vào game và cùng hội fan cùng tiến tới thành lũy. Thành đó lúc này đã được hội cánh cụt cũ lấy lại. Gosoin đã chuẩn bị một mớ robot công thành và để cho Nanako tự xử lý, nhưng vì chỉ có mình Hideki là đỡ đòn nên mình cậu phải ra trước che chắn nên vẫn có để xông vào. Nanako quyết định dùng chiêu nghi binh và lừa rằng hắc phù thủy đang trên đường đến. Đám kia bắt đầu chát với nhau rằng đó chỉ là trò lừa và tạo cơ hội cho Akane móc từ phía sau, chẳng mấy chốc. Cả đoàn đã thành công chiếm được thành và giờ họ cần thủ thành trong 20 phút nữa là thành công. Đám cánh cụt kia quay lại tấn công nên những chiến binh đã phải ra để chống trả. Go in cũng tiến lên trước, cô đã học được phép để vừa chống chịu vừa thi triển phép, cô hứng đòn những cùng lúc đó gọi xuống thiên thạch. Cô mèo và Ako ở sau để búp thêm sát thương và chỉ với một đòn thì đám cánh cụt đã bị quét sạch. Nhưng giờ thử thách mới thật sự bắt đầu, đám của tên tóc đỏ đã tìm đến, chúng lần lượt xử lý từng người và tràn vào thành. Nhưng Akane đã xông ra để chống trả. Cô dùng luôn bình thuốc đắt tiền để đổi mạng với xạ thủ trong nhóm kia. Chúng vẫn còn bốn người nên tiến vào và Nanako đã xông ra bất ngờ để hút chiêu từ tên tóc đỏ. Cả nhóm ngay lập tức tràn lên và Hideki đã nhanh chóng làm choáng một tên và để thanh niên song kiếm này xử lý nốt. Hỗ trợ bên địch cũng lóng ngóng mà đi vào bẫy để rồi bị xử lý. Nhưng tên tóc đỏ đã lao đến tấn công cô mèo khiến hai thanh niên mạnh nhất bên hội fan cùng mất bình tĩnh và rồi bại trận. Hideki bị đỡ đòn bên kia giữ lại và tên tóc đỏ cứ thế tiến vào và chạm mặt Go Soin. Cô quyết định bơm máu liên tục để trụ đến khi hết giờ hắn đành gọi tanh vào làm choáng giúp và hideki không thể giữ được nên ako đã đứng ra đỡ thay chiều choáng và goso in cứ thế câu đến lúc hết giờ cả nhóm đã hoàn toàn chiếm được một thành làm của riêng tên tóc đỏ thắc mắc là cô đã dùng bao nhiêu vật phẩm hồi phục kia thì cô đã dùng tổng 500 bình mỗi bình 30 củ tiền trong game trong khi chiếm thành chỉ được có 5 củ cô cho biết bản thân đã bán đi vài món không dùng đến và rồi nạp tiền gạch a lên rồi lại bán tiếp tuy nó là giao dịch bằng tiền thật nhưng không hề vi phạm điều khoản Tên tóc đỏ thấy cô chơi đến mức này thì cũng thấy cô đúng là một đối thủ khó chịu, cả hội sau đó đã có thể vui vẻ mà tận hưởng lễ hội trường. Ảnh về việc họ chiếm thành đã được treo lên làm thành quả. Akane có cho Hideki một que xiên xem như phần thưởng. Cậu sau đó đến xem A cô thế nào thì cô không chịu nổi việc trong quán nên đã bỏ chạy. Cô gặp lại chồng Yên nên quyết định bỏ làm để đi chơi với cậu. Chiều hôm đó, cả hai đã đến dọn dẹp ở câu lạc bộ và A cô thấy cuộc sống trường học vẫn khá vui vì có nhóm bạn và câu lạc bộ cô đã xin một món quà từ hideki cô nhắm mắt tiến tới và ngay lúc sắp chạm được tới nhau thì hội bạn cắt ngang cô muốn tiếp tục món quà nhưng cậu đổi ý và chỉ tặng trong game khiến cô không chịu phim đến đây cũng là kết thúc tạm biệt